đội nhóm ạ, à, không phải trò chơi được xem là đội nào nhảy phê nhất ạ. À. Mọi người có thể ngồi tại bàn, đẩy ghế ra hoặc là mọi người nếu mà muốn chiến thắng thì mọi người có thể đi ra bên cạnh tùy mọi người ạ. À. Có những khoảng không gian trống. Vâng, đẩy cho tôi cái mic lên một tí ạ. À. Tôi nói rất to ạ. À. Vâng. Đẩy mic lên một chút thế rồi. Vâng. Trò chơi này là mỗi một bàn sẽ nhận được một quả banh tennis. Vâng, một quả banh tennis. Đó chứ ạ. À? Vâng. Vâng, xin mời đội rất là đẹp, toàn những cô gái xinh đẹp váy trắng lên trên này làm mẫu. Sẽ được ưu tiên cộng điểm. Lên đây nhanh em, nhanh. Vâng, quickly. Nhanh. Trò chơi này sẽ cần đến điện thoại di động nhé, mọi người sẽ mở phần bấm thời gian ra. Vâng, mọi người sẽ mở phần bấm thời gian ra. Luật chơi rất đơn giản. Đứng hình vòng tròn ạ. Rất phù hợp với cái bàn tiệc của mình ấy. Có thể đứng tại bàn hoặc là đi ra bên ngoài chỗ kia không gian rộng nhé. Vâng. Bóng đâu ạ? Đây rồi. Quay ra đây để hướng dẫn cho mọi người cùng chơi. Trò chơi rất đơn giản thế này ạ. Luật chơi rất đơn giản thôi ạ. Mình sẽ truyền quả bóng này. Vâng, mình sẽ truyền quả bóng này. Chạm tay ít nhất mỗi người một lần. Nhá. Luật chơi là ít nhất mỗi lần một. Mỗi người một lần. Người nào đang cầm bóng, đang chạm bóng thì sẽ gọi tên người tiếp theo. Vâng. Cho nên bây giờ để nhanh là phải hoàn tất tốc độ của mình đi ạ. Nghe này, phổ biến lại là chơi này, phổ biến đúng một lần nữa, không phổ biến lại này. Không phổ biến lại là chơi nhé. Truyền quả banh này, truyền quả banh này qua tay tất cả các thành viên trong đội. Đúng chưa ạ? Người nào đang cầm bóng thì sẽ gọi tên người tiếp theo. Vâng. Và đội nào truyền banh nhanh nhất bấm theo thời gian thì sẽ là đội chiến thắng. Được chưa ạ? Hiểu luật chơi chưa ạ? Hiểu luật chơi chưa ạ? Có ai có câu hỏi không ạ? Vâng, xin mời làm mẫu. Xin mời làm mẫu. Làm mẫu đi ạ. Đây là làm mẫu ạ. Vâng. Vâng. Một nhát. Ít nhất một lần, không mẫu nhất là phải làm hai lần. Đúng không? Mình hiểu nhá. Ít nhất một lần. Người nào đang cầm bóng, đang chạm vào bóng thì sẽ gọi tên người tiếp theo. Đội nào có thời gian nhanh nhất, bây giờ rút điện thoại ra chuẩn bị bấm đi ạ. Vâng. Chỉ sử dụng một kết quả thôi nhá. Mọi người có thể bấm 10 điện thoại cũng được, nhưng mà cái giờ nào thấp nhất thì mang lên đây đưa thôi. Hiểu vấn đề chưa ạ? Nào, quay ra đây một tí, chồng mông vào hội nghị đấy. Đấy, để cho mọi người nhìn. Nào, làm thử làm lại đi ạ, nhanh lên để chúng ta sẽ bắt đầu chơi nào. Bây giờ phải bấm thời gian, vâng, đấy, như vậy là xong đúng không? Nhưng mà lưu ý này, đội nào nhanh nhất thì đội ấy giành chiến thắng, được chưa ạ? Luật chơi rất đơn giản, luật chơi là mỗi người chạm bóng một lần. Được chưa ạ? Tất cả mọi người đều phải chạm bóng. Người nào đang cầm bóng thì hô tên người tiếp theo. Đội nào nhanh nhất là đội chiến thắng, được chưa ạ? Vâng. Đội chiến thắng mỗi người sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Vâng. Mỗi một bài từng đó 10 rồi, 10 người rồi thì nữa. Ôi được, à ít với nhiều không quan trọng vì cuộc đời vốn là không công bằng. Cuộc đời là như vậy đúng không ạ? Vốn dĩ là không công bằng. Ai bảo ngồi đâu? Chuẩn bị xong chưa ạ?
Vâng, xin mời các bạn hỗ trợ đi kiểm tra giúp tôi. Đẩy nhạc to lên, chúng ta bắt đầu chơi ạ. Hãy suy nghĩ, vâng. Hãy suy nghĩ,